Xin chào các bạn, tôi là thạc sĩ luật sư Đỗ Đăng Khoa. Rất vui được trở lại cái chương trình live về cái chủ đề là xử lý khi mà hết thời hạn sử dụng đất. Vâng, đây là một cái nội dung liên quan tới thời hạn sử dụng đất. Thời gian qua thì có rất nhiều người hỏi và cũng rất nhiều người không nắm được chắc các cái quy định liên quan đến vấn đề này, dẫn tới thua thiệt trong cái quá trình thực hiện quyền của người sử dụng đất. Đồng thời thì khi luật đất đai mới 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 thì trên mạng cũng có rất nhiều chuyên gia, rất nhiều bài báo chia sẻ giật những cái tip rất là ghê. Ví dụ như là không gia hạn đất thì sẽ bị thu hồi. Rồi là hoặc là đất hết thời hạn, đất nông nghiệp thì được tự động gia hạn nhưng mà không được giải thích một cách rõ ràng, thấu đáo, cho nên là mọi người thực sự là vẫn nhầm lẫn, lẫn lộn, nhiều người thì chủ quan, nhiều người thì hoang mang trong cái với các cái tin tức này. Thì với cái tinh thần đó thì ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cách nó chính xác theo quy định của pháp luật và với những cái điểm mới nhất như vậy, và lấy các cái ví dụ thực tế để cho chúng ta vận dụng vào trong cái việc mà sử dụng đất trong cái thời gian tới đây, làm sao cho nó hiệu quả nhất, nó tốt nhất. Vâng, đầu tiên thì phải nói tới quy định của pháp luật. Thì theo luật đất đai năm 2024 thì nếu mà phân loại theo cái cách xác định thời hạn sử dụng đất thì nó cũng có hai nhóm. Cái nhóm đất thứ nhất đó là quy định tại điều 171 là đất sử dụng ổn định lâu dài. Đó. Nhóm thứ nhất là cái loại đất sử dụng ổn định lâu dài. Đó. Ổn định lâu dài có nghĩa là gì? Có nghĩa là không xác định thời hạn, đúng không ạ? Thì cụ thể ví dụ đầu tiên đó là chúng ta thấy là đất ở. Số 1 là đất ở, thì nếu đã là đất ở thì là thời hạn sử dụng là ổn định lâu dài. Ổn định lâu dài ở đây có thể hiểu là đời này qua đời khác, đúng không ạ? Cha truyền con nối và không có xác định một cái mốc bao nhiêu năm cả, thì đó là cái khái niệm về thời hạn sử dụng đất đầu tiên mà chúng ta cần phải nắm, đó là thời hạn sử dụng đất ổn định lâu dài theo cái điều 171. Thì trong điều 171 này thì liệt kê ra 11 loại đất là được sử dụng ổn định lâu dài. Thì số 1 chúng ta thấy nó sẽ là đất ở. Số 2, số 3 trở đi thì được bao gồm có đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất do tổ chức quản lý. Rồi nhóm tiếp theo là đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp của cá nhân sử dụng ổn định được nhà nước công nhận. Đó, thì đó là những cái loại đất mà là sát sườn. Còn ngoài ra thì có rất nhiều những cái loại đất khác nữa được sử dụng ổn định lâu dài. Ví dụ như là đất an ninh, đất quốc phòng, đất công cộng, đất tín ngưỡng, đúng không ạ? Đất tôn giáo, đất nghĩa trang. Đó, thế thì đấy là tất cả những cái đất mà khi mà chỉ cần nói tới tên các cái loại đất đấy thì chúng ta biết được nó sẽ thuộc cái loại là sử dụng ổn định lâu dài. Đó, và đương nhiên rồi, đã là đất sử dụng ổn định lâu dài thì không cần quan tâm đến cái việc là còn thời hạn hay là hết thời hạn hay là có gia hạn hay không. Thì đó là cái đầu tiên mà chúng ta cần phải quan tâm. Thế thì nghe như vậy thì nó cũng cảm thấy là nó cũng dối, có nhiều loại đất rồi đấy. Thế thì bây giờ cái câu hỏi quan trọng ở trong cái phần này ấy, là chúng ta làm thế nào để xác định được cái thời hạn sử dụng đất là lâu dài hoặc là bao nhiêu năm. Thì cái đầu tiên, cái số 1 mà chúng ta muốn biết thì cái chắc chắn nhất đó là chúng ta xem cái sổ đỏ. Đấy, nhà bạn mà có sổ đỏ thì bạn cứ dở sổ đỏ ra. Sổ trong sổ đỏ thì nó sẽ có một cái mục từ xưa đến nay lúc nào cũng có, đó là thời hạn sử dụng đất. Thì trong cái mục thời hạn sử dụng đất trong sổ đỏ ấy, thì người ta ghi lâu dài thì có nghĩa là sử dụng lâu dài. Còn người ta ghi số năm, số tháng thì có nghĩa là đất có thời hạn. Như vậy là cái số 1 để chúng ta kiểm tra một cách chính xác nhất đó là mang sổ đỏ ra xem, đúng không ạ? Thì trong một số các cái trường hợp mà giả sử như là chưa được cấp sổ đỏ hoặc là gọi là đi trước đón đầu tầm nhìn quy hoạch ấy, thì chúng ta lúc này trong trường hợp này nếu chưa có sổ đỏ thì chúng ta sẽ xác định thời hạn
dựa trên quy hoạch, đúng không ạ? Trong quy hoạch sử dụng đất thì nó sẽ có loại đất, và từ loại đất thì chúng ta sẽ xác định được là cái đó là sử dụng lâu dài hay là có thời hạn. À, thế thì có hai cách, đúng không ạ? Cách chính xác nhất là xem trong sổ đỏ. Còn nếu không có sổ đỏ thì chúng ta xem trong quy hoạch. Đó. Và xác định loại đất theo quy hoạch, từ đó suy luận ra là cái thời hạn sử dụng đất nó thuộc loại gì, thuộc loại là lâu dài hay có thời hạn. Vâng, và bây giờ thì đến cái nội dung nó quan trọng hơn, đó, là cái điều 172 quy định về đất sử dụng có thời hạn. Đó. Đất sử dụng có thời hạn thì được quy định trong điều 172. Quy định như sau. Thời hạn sử dụng đất khi nhà nước giao đất cho thuê đất công nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau. Khoản A là thời hạn giao đất công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất trồng nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất là rừng trồng, trong hạn mức quy định tại điều 176 của luật này là 50 năm. Như vậy thì nói một cách tóm tắt là thời hạn giao đất công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đó là 50 năm. Khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại điểm này mà không phải làm thủ tục gia hạn. Quy định này có nghĩa là gì? Lần đầu tiên thì là được giao hoặc là được công nhận là 50 năm. Hết 50 năm thì tiếp tục được giao, được công nhận thêm 50 năm nữa mà không cần phải làm thủ tục xin gia hạn. Đó, thế thì đấy là quy định nó rất là rõ ràng. Tuy nhiên ở trong cái nội dung quy định đối với đất 50 năm mà không cần phải làm thủ tục gia hạn này thì nó được xác định rất rõ. Thứ nhất đó là về loại đất, đó là loại đất nông nghiệp. Thứ hai là giao cho cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Đó. Và trong hạn mức, đó, thế thì đấy là có ba cái yếu tố của đất nông nghiệp cộng với giao cho cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp cộng với trong hạn mức thì đối với tất cả những cái loại này thì là sẽ không phải thực hiện cái thủ tục xin gia hạn cái quyền sử dụng đất khi mà hết thời hạn 50 năm. Rồi, thế thì không phải thủ tục thực hiện xin gia hạn, nhưng mà để mà thực hiện được các cái quyền của mình thì đối với cái nhóm này ấy, thì theo nghị định 102 năm 2024, điều 65 có quy định về trình tự thủ tục xin xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân khi hết thời hạn sử dụng đất. Có nghĩa là không phải làm thủ tục xin gia hạn nhưng mà vẫn phải làm thủ tục xin xác nhận tiếp tục sử dụng đất. À, xác nhận tiếp tục sử dụng đất. À, thế thì tại sao vẫn phải làm thủ tục xin xác nhận là tiếp tục sử dụng đất? Bởi vì trong sổ đỏ khi mà đã cấp ấy, thì nó có ghi về thời hạn sử dụng đất. Khi mà hết thời hạn ấy, thì về nguyên tắc khi mang cái sổ đỏ đấy đi mà thực hiện các quyền, ví dụ như là chuyển nhượng, thế chấp, hay là thực hiện thủ tục thừa kế, hay là làm thủ tục gọi là tặng cho, hoặc là làm thủ tục chuyển đổi đất lên thổ cư chẳng hạn, thì yêu cầu bắt buộc về điều kiện vẫn là phải còn thời hạn sử dụng đất. Do vậy là nếu trong sổ đỏ mà đã hết thời hạn sử dụng đất thì phải làm cái thủ tục để xác nhận xin thực hiện tiếp. Đấy. Xác nhận tiếp tục sử dụng đất thì mới thực hiện được các cái quyền ở tại văn phòng công chứng. Đấy, do vậy là các bạn vẫn phải kiểm tra sổ đỏ, vẫn phải thấy xem nếu ở trong sổ đỏ mà nó đã hết hạn sử dụng đất rồi vẫn phải làm cái thủ tục là xin xác nhận tiếp tục. Thế thì cái thủ tục này thì nó đơn giản thôi. Thủ tục này thì chỉ cần là nộp cái văn bản đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất theo mẫu số 009. Văn bản đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất theo mẫu 09 và giấy chứng kèm theo giấy chứng nhận
là quyền sử dụng đất đã cấp, hay là mình gọi tắt là sổ đỏ đấy, đúng không? Nộp tại Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc là Văn phòng Đăng ký Đất đai, thì đó là thủ tục. Và khi mà nộp hồ sơ với thành phần hồ sơ và cái văn bản đề nghị yêu cầu xác nhận lại cái thời hạn theo mẫu như vậy thì sẽ được tiếp tục xác nhận vào cái biến động pháp lý, đúng không? Ví dụ nhé, ví dụ cụ thể là giả sử như là các bạn mở sổ đỏ ra đất nông nghiệp của nhà mình hiện nay là hết thời hạn rồi, đến tháng 8 năm 2024 này là hết thời hạn. Thế thì đi làm cái thủ tục xin xác nhận thời hạn sử dụng đất này thì sẽ được coi như là cập nhật vào cái thời hạn sử dụng tiếp cho 50 năm nữa, là đến tháng 9 năm 2074. Thì cộng thêm 50 năm nữa, giả sử như tháng 8 năm 2024 này mà hết thời hạn rồi, thì đi xin xác nhận tiếp tục sử dụng đất thì tiếp tục người ta sẽ cập nhật cho mình là thời hạn sử dụng đất thêm 50 năm nữa, là tới tháng 9 năm 2074, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta thấy được là nếu kể cả trong trường hợp là đất nông nghiệp của cá nhân được giao, được công nhận khi hết thời hạn thì không phải làm thủ tục xin gia hạn, nhưng mà vẫn phải làm thủ tục xin xác nhận tiếp tục sử dụng đất. Như vậy hai cái khái niệm nó khác nhau, đúng không? Và các bạn phải lưu ý cái chỗ đó. Và đương nhiên là mình vẫn phải làm cái thủ tục xin xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp đó, của cá nhân khi hết thời hạn thì mình mới thực hiện được các cái quyền của người sử dụng đất, đặc biệt là trong cái giao dịch liên quan tới công chứng chứng thực ở phòng công chứng, ví dụ như là chuyển nhượng, tặng cho, để lại thừa kế đó, hoặc là xin chuyển đổi mục đích lên thổ cư. Thì đó là cái điều mà các bạn hết sức lưu ý nhé. Chỗ này trên thực tế là nhiều người nhầm lẫn, nhiều người cứ nghĩ là không phải làm thủ tục xin gia hạn có nghĩa là cứ bỏ mặc cái sổ đó. Thì tất nhiên là cứ bỏ mặc cái sổ đỏ đó thì cứ sử dụng đất bình thường, nhưng mà khi thực hiện các quyền, đặc biệt là liên quan tới việc công chứng chứng thực là không làm được. Thì đó là các bạn phải hết sức lưu ý. Rồi, thì cái phần đầu tiên này các bạn thấy hiểu không? Thấy hiểu, thấy hay không? Nếu mà các bạn thấy hiểu, thấy hay thì vui lòng để lại bình luận. Còn bạn nào mà chưa hiểu, còn vẫn còn lăn tăn thì tiếp tục đặt câu hỏi. Ngoài ra thì cũng như thường lệ thì ở trong các chương trình thì tôi sẽ ở cuối sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc pháp lý các bạn liên quan tới nhà đất nói chung. Thì các bạn vào rồi thì cứ đặt câu hỏi. Ở đây thì cũng có nhiều bạn đã đặt câu hỏi rồi, có nhiều bạn thì gửi lời chào. Vâng, thì xin chào các bạn, gửi lời chào, lời chúc rất nhiều bạn. An Giang hỏi mua sách. Cháu muốn đặt cuốn sách Cẩm Nang Mua Bán Đất thì bao nhiêu tiền? Cẩm Nang Mua Bán Đất. Cẩm Nang Mua Bán Đất là cuốn này. Đây là cuốn Cẩm Nang Mua Bán Đất. Đây là cuốn Cẩm Nang Mua Bán Nhà, là cuốn này. Nói chung là nếu mà các bạn quan tâm tới gọi là Cẩm Nang Mua Bán Nhà Đất thì đừng quan tâm đến giá tiền, bởi vì là giá tiền nó quá nhỏ, quá ít. Nó chỉ bằng mời bạn đi uống cà phê sáng. Đấy. Trong khi đó thì cái giá trị pháp lý, giá trị về kinh nghiệm, kiến thức thì nó bảo vệ cho cái tài sản của mình tiền tỷ. Cho nên là có thể nói là nó chả đáng gì để mà cần phải quan tâm tới giá. Còn nếu mà muốn đăng ký thì ở trong cái đường link ở phần mô tả video hoặc bình luận thì các bạn cứ vào để đăng ký, hoặc là các bạn hỏi Google, cuốn sách này nổi tiếng rồi, hỏi Google tên hai cuốn sách này thì nó ra cái đường link phân phối ở trên nhà sách Tiki, các bạn có thể tự đặt. Tiki sẽ chuyển tới tận nhà cho các bạn ha. Rồi, thì còn nhiều các câu hỏi nữa, cảm ơn các bạn đã gửi lời chào, lời chúc. Thì bây giờ tôi tiếp vào cái phần 2 nhé, sau đó thì tôi sẽ trả lời tới các cái phần câu hỏi của các bạn.
Vâng, cảm ơn các bạn có lời khen. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh rồi đặt câu hỏi, vì tôi ưu tiên những người đặt câu hỏi sớm và đã đăng ký kênh để phần trả lời tiếp theo. Rồi bây giờ chúng ta sang cái phần thứ hai, đó là phần nội dung thứ hai, đó là cái nhóm đất mà phải làm cái thủ tục xin gia hạn sử dụng đất. Thì đây là cái nhóm quan trọng. Đó, cái nhóm này là cái nhóm rủi ro. Cái nhóm thứ hai này là phải làm thủ tục xin gia hạn khi mà hết thời hạn sử dụng đất. Thì nó bao gồm là cái loại đất là như sau: thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, cá nhân có nhu cầu thì được nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê đất nhưng không quá 50 năm. Có nghĩa là cùng là đất nông nghiệp, nhưng mà nếu mà cái loại mà đất nông nghiệp mà cá nhân đi thuê của nhà nước, nhà nước có quyết định cho thuê đất, có ký hợp đồng thuê đất với cá nhân và cấp sổ đỏ, thì trong trường hợp này hết 50 năm thì phải làm thủ tục xin gia hạn tiếp. Và nếu đã gọi là xin gia hạn tiếp thì có thể được hoặc là không được, đúng không ạ? Nó khác với trường hợp là xác đăng ký xác nhận tiếp tục sử dụng đất. Thì đăng ký có nghĩa là hiểu nôm na là đương nhiên là đăng ký thì sẽ được. Còn thủ tục mà xem xét tiếp tục cho thuê đất nhưng không quá 50 năm có nghĩa là tới cái thời điểm hết thời hạn đó thì nhà nước mới cân nhắc xem là tại cái thời điểm đó có phù hợp để cho thuê tiếp hay không. Mình nói ví dụ đi, giả sử như là đất thuê của nhà nước bây giờ đến thuê từ năm 2010 rồi, đúng không? Thời hạn là thuê 50 năm đến năm 2060 là hết thời hạn. Thế thì đến năm 2060 thì khi hết hạn thì phải xin gia hạn. Thì đến năm 2060 thì nhà nước sẽ căn cứ vào cái thời điểm là năm 2060, đúng không ạ? Để mà xem là bây giờ có căn cứ, có quy hoạch, có các cái đủ các cái điều kiện nó có phù hợp để cho thuê tiếp 50 năm nữa không. Đấy, nếu mà đủ thì sẽ tại thời điểm đó sẽ quyết định cho thêm 50 năm nữa, còn nếu không đủ thì thôi, coi như là chấm dứt. Đấy, hiểu một cách nôm na là giống như hợp đồng thuê nhà thế thôi, đúng không ạ? Ta thuê nhà 5 năm xong thì sau 5 năm rồi mới tính. Đó. Còn nếu cứ theo hợp đồng thì cứ sau 5 năm hết thời hạn thì là chấm dứt. Đó. Thế thì đây là đối với cái nhóm đất là thời hạn cho thuê đất nông nghiệp đối với cá nhân không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất cá nhân nếu có nhu cầu thì được nhà nước xem xét tiếp tục và cho thuê đất tiếp nhưng không quá 50 năm. Đó là cái quy định như vậy. Thì để phân biệt với các trường hợp ở trên thì các bạn xem cái đất này nó thuộc cái trường hợp là có hợp đồng cho thuê hay không. Đó, bởi vì khi thuê đất của nhà nước, cá nhân thuê đất thì sẽ phải ký hợp đồng. Đó, thì nó mới rơi vào trường hợp này. Còn những cái trường hợp mà không có ký hợp đồng thuê đất với nhà nước thì nó không rơi vào trường hợp này nhé. Đó. Rồi, cái nhóm thứ hai là thời hạn giao đất cho thuê đất để thực hiện các cái dự án đầu tư có sử dụng đất được nhà nước xem xét quyết định là thời gian hoạt động của dự án đầu tư hoặc là đơn xin giao đất thuê đất nhưng không quá 50 năm. Đó. Thì cái nhóm này nó là thuộc về dự án đầu tư có sử dụng đất. Mà đối với dự án đầu tư có sử dụng đất thì hầu hết đó là nó thuộc về gọi là doanh nghiệp hay nói cách khác là các cái tổ chức, các cái doanh nghiệp phải lập dự án, phải xin dự án. Ví dụ như chúng ta thấy được các cái dự án về du lịch sinh thái, đúng không? Dự án về nhà nghỉ lưu trú hay là khách sạn, Codotel đó, những cái dự án mang tính chất du lịch, dự án mang tính chất thương mại mà có các cái sản phẩm như là gọi là shop ấy, đúng không? Shop house hay là văn phòng cho thuê hay là Codotel đơn vị nghỉ dưỡng ấy. Đó. Đúng không? Thì tất cả những cái đó nó là thuộc về cái trường hợp là thời hạn giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất. Thì về nguyên tắc ấy, thì đối với tất cả những cái loại dự án này thì thời hạn sử dụng đất nó
gắn liền với thời hạn có cái quyết định chủ trương đầu tư. Ví dụ như cái quyết định chủ trương đầu tư thông thường là 50 năm thì cái thời hạn sử dụng đất nó cũng là 50 năm. Trong trường hợp này thì khi hết cái thời hạn hoạt động của dự án thì cũng phải tiếp tục xin cái thủ tục gia hạn. Đầu tiên số 1 là phải gia hạn cái chủ trương đầu tư. Được chấp thuận gia hạn chủ trương đầu tư rồi thì mới tiếp tục xin cái thủ tục là xin gia hạn cái quyền sử dụng đất. Đó, thì nguyên tắc của nó là như vậy. Thì nếu được chấp thuận gia hạn thêm chủ trương đầu tư thì cũng tiếp là không quá 50 năm, có nghĩa là cái thời hạn gia hạn nếu có thì được xem xét tương ứng với thời hạn lần đầu. Còn đối với một số các cái dự án đặc biệt thì có thể là thời hạn là 70 năm. Đó, thì nhưng mà cơ bản thì thời hạn sử dụng đất đối với các cái dự án đi theo chủ trương đầu tư thông thường là 50 năm. Số ít hiếm hoi lắm ở những cái khu vực gọi là ưu đãi thu hút đầu tư dự án đặc biệt thì mới có 70 năm thôi. Rồi thì quy định nếu đối với cái nhóm thứ hai là đối với các cái nhóm mà buộc phải thực hiện cái thủ tục gia hạn này thì luật quy định rất là rõ là chậm nhất là 6 tháng trước khi hết thời hạn sử dụng đất thì phải nộp hồ sơ xin gia hạn. Nếu quá thời hạn phải nộp hồ sơ xin gia hạn mà người sử dụng đất không nộp hồ sơ thì không được xin gia hạn, trừ trường hợp bất khả kháng. Trường hợp không được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thu hồi đất theo quy định của luật này. Đó. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là sau khi hết 50 năm thì xem xét gia hạn thôi chứ không chắc chắn. Và trong trường hợp mà xem xét mà thấy tại thời điểm đó sau 50 năm thay đổi về quy hoạch rồi, thay đổi về nhu cầu sử dụng đất, thay đổi về đường lối chính sách của pháp luật của nhà nước mà nhà nước không gia hạn nữa. Nói một cách ví dụ đi, cụ thể là rất là nhiều người là mua condotel hay là gọi là căn hộ du lịch đấy, cái tên dân gian đúng không? Hoặc là nhà ở thương mại á, mà cái thời hạn sử dụng đất và cái thời hạn chủ trương đầu tư của cái sổ đó, cái nhà đó nó chỉ có 50 năm thôi. Thì hết 50 năm này, trong trường hợp này nó có hai khả năng xảy ra. Một là được phép để gia hạn tiếp, hai là sẽ không cho gia hạn. Và không cho gia hạn thì coi như là mình nói nôm na là mình hết quyền. Đó. Thế thì đấy là nó khác nhau giữa cái giá trị của nhà, gọi là của nhà condotel 50 năm với cả nhà ở lâu dài, căn hộ là lâu dài là như vậy. Thì để các bạn hiểu được trên thực tế để chúng ta so sánh những cái sản phẩm bất động sản mà nó liên quan đến cái thời hạn sử dụng đất để chúng ta hiểu. Khoản 4 thì có quy định là trường hợp mà không được gia hạn sử dụng đất thì người sử dụng đất phải có trách nhiệm xử lý tài sản gắn liền với đất để hoàn trả mặt bằng cho nhà nước. Quá thời hạn 24 tháng kể từ ngày hết thời hạn sử dụng đất mà người sử dụng đất không xử lý tài sản thì nhà nước thu hồi mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất. Trường hợp phải phá dỡ thì chủ sở hữu tài sản phải chịu chi phí phá dỡ. Có nghĩa là hết 50 năm sau, nếu mà có nhà có công trình xây dựng trên đấy mà không được xây gia hạn về cái thời hạn sử dụng đất thì phải tự thu hồi, tự phá dỡ đi. Đó, chứ không phải không thể nói là nhà tôi xây ở đây thì tôi vẫn có quyền được. Đấy. Kể cả chủ đầu tư hay là những cái người khách hàng hay những người cá nhân mà mua các cái bất động sản trong các cái dự án đấy thì hết thời hạn, nếu trong trường hợp mà gọi là được gia hạn tiếp thì có quyền tiếp tục sở hữu các cái công trình gắn liền với đất trên đấy. Còn nếu trong trường hợp không được gia hạn về thời hạn sử dụng đất thì buộc phải tự phá dỡ các cái bất động sản gắn liền với đất để mà trả lại đất cho nhà nước. Và đương nhiên rồi, trong trường hợp này không được bồi thường, thậm chí còn phải trả cả cái chi phí phá dỡ nữa. Thì đó là các bạn, cũng là một cái ví dụ thực tế để khi mà các bạn, nếu các bạn nào mà mua bán nhà ở công trình hay là các cái sản phẩm thương mại dịch vụ văn phòng, condotel, căn hộ dịch vụ gì đó thì các bạn phải kiểm tra xem cái thời hạn sử dụng đất của các cái công trình đấy là như thế nào, nó thuộc vào cái loại gì và có rủi ro gì không, và để phân biệt với các cái loại
bất động sản mà nó thuộc về thời hạn sử dụng đất là lâu dài, ví dụ như là nhà ở. Thì đây là cái ý nghĩa thực tế mà tôi chia sẻ với các bạn. Vâng, thì trước khi để mà sang cái tiếp theo, cái phần hỏi đáp, thì nếu bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh Luật sư Đỗ Đăng Khoa để tiện theo dõi các cái chương trình live lần sau. Vâng, thì chương trình live ngày hôm nay thì cũng muộn rồi, cho nên cũng xin thứ lỗi đối với cả các cái trường hợp các bạn đã đặt câu hỏi mà chưa được trả lời. Thì hẹn các bạn vào các cái dịp sau, các bạn đăng ký kênh và theo dõi các chương trình live tôi thường thông báo sớm, thì các bạn vào đặt câu hỏi từ lúc 8:30 thì sẽ chắc chắn sẽ được trả lời. Còn nếu các bạn cũng có thể tự tìm những cái câu trả lời ở trong các cái video cũng như là các cái chương trình live tôi đã live trước đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.